Xin chào các bạn. Đây là video clip thứ 31 của mình. Và ngày hôm nay các bạn có thấy là ở trên mặt bàn có rất là nhiều những hình vẽ không? Rất là nhiều những bức tranh minh họa, rất nhiều màu sắc. Các bạn có thể đoán được chủ đề của ngày hôm nay là cái gì không? Đúng thế, ngày hôm nay chúng ta sẽ học một bài, đó là bài chỉ đường. Và trong tiếng Đức người ta gọi là Wegbeschreibung. Der Weg có nghĩa là con đường và Beschreibung là sự mô tả, có nghĩa là mô tả đường đi đến một cái địa điểm nào đó. Trước khi vào phần hướng dẫn chi tiết những cái hình minh họa này sử dụng như thế nào thì mình cũng muốn nói một chút về phần chỉ đường của tiếng Đức, là một phần kiến thức tương đối phức tạp với người mới học. Bởi vì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là rối rắm. Quá nhiều giới từ được sử dụng trong phần này để có thể diễn đạt được một cung đường. Ví dụ như đi từ nhà ra siêu thị, nếu như chỉ đi thẳng hoặc là rẽ trái hoặc rẽ phải thì không có gì khó khăn cả, đúng không? Nhưng mà chúng ta còn phải mô tả. Ví dụ như đi ngang qua một cái nhà thờ rồi quẹo phải tại bốt bưu điện chẳng hạn, thì chúng ta sẽ diễn đạt như thế nào? Trong bài này các bạn sẽ sử dụng rất nhiều giới từ. Và lúc thì các giới từ này đi với accusative, lúc thì lại đi với dative. Chính vì thế, để học bài này các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để ghi lại nhé. Mình sẽ cố gắng nói chậm và nói rõ, nhưng mà mình nghĩ là nó rất nhiều thứ nên là các bạn nên ghi lại để có một cái hệ thống khi học. Và để hỏi đường thì trước tiên chúng ta cần biết cách hỏi đã. Có những cách hỏi đường như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ bắt đầu với từ Entschuldigung. Entschuldigung. Sau đó thì các bạn có thể có những cách như sau. Một là các bạn nói Wie komme ich zu? Có nghĩa là làm cách nào để tôi đi đến một cái địa điểm nào đó. Thì các bạn chỉ cần lắp cái danh từ phía sau giới từ zu thôi. Và các bạn chú ý, zu là một giới từ đi với dative, cho nên sau đó mạo từ các bạn phải biến đổi ở dative. Ví dụ như bây giờ các bạn tìm đường đến bảo tàng. Bảo tàng là das Museum. Và khi mà các bạn hỏi thì các bạn sẽ phải nói là zu dem Museum. Nhưng người ta không ai nói là zu dem cả, bởi vì người ta sẽ nói thành zum. Entschuldigung, wie komme ich zum Museum? Entschuldigung, wie komme ich zum Museum? Hoặc là nếu như các bạn muốn hỏi đường đến thư viện chẳng hạn, thư viện là die Bibliothek. Thì lúc này chúng ta sẽ phải biến đi thành der. Như vậy câu hỏi của bạn sẽ là gì nhỉ? Entschuldigung, wie komme ich zur Bibliothek? Hoặc là các bạn có thể hỏi Entschuldigung, wo ist hier das Museum? Hoặc là Entschuldigung, wo ist hier die Bibliothek? Với cấu trúc là wo ist hier thì phía sau here sẽ là một nominative, tức là chính là chủ ngữ của câu, cho nên các bạn sẽ để nguyên mạo từ, không có biến đổi. Das Museum thì vẫn là Das Museum, hoặc là die Bibliothek thì vẫn là die Bibliothek. Như vậy chúng ta có thể hỏi Entschuldigung, wie komme ich zum Museum? Hoặc là Entschuldigung, wo ist hier das Museum? Nếu mà các bạn muốn phức tạp hơn một chút thì các bạn cũng có thể nói cấu trúc sau. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte den Weg zum oder zur zeigen? Có nghĩa là xin lỗi, ngài có thể chỉ đường cho tôi tới cái địa điểm nào đó được không? Entschuldigung, könnten Sie mir bitte den Weg zum Museum zeigen? Oder Entschuldigung, könnten Sie mir bitte den Weg zur Bibliothek zeigen? Và thực tế là phần người Đức trả lời mới là phần thử thách với chúng ta, bởi vì nó rất là phức tạp và rất là dài. Nhiều khi mình nghĩ là nên cầm một cái bản đồ và tự đi, có khi còn đơn giản hơn là hỏi một người Đức để họ chỉ đường cho mình. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải học, chứ không thể vì thế mà chúng tôi không học nữa, bởi vì nó phức tạp quá. Khi mà mình dạy bài này thì mình sẽ tách nhỏ các cái cung đường ra, tức là những cái khúc. Ví dụ như bạn đi thẳng thì nó như thế nào, quẹo phải nó ra sao, bạn đi qua cầu thì bạn sẽ nói như thế nào.
Bây giờ với những cái hình minh họa này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng cái phần nhỏ đó. Và sau khi hết bài này thì các bạn sẽ có thể ghép thành một đoạn lớn và có thể chỉ đường từ nhà mình cho đến nơi các bạn học tiếng Đức, hoặc là từ nhà mình cho đến trung tâm thành phố, chợ Bến Thành ở Sài Gòn hay là Hồ Gươm ở Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những hình minh họa này nhé. Hình minh họa đầu tiên đơn giản nhất chính là đi thẳng. Và các bạn nhớ là vì chỉ dẫn đường cho nên chúng ta sẽ sử dụng câu mệnh lệnh thức. Thông thường thì nó sẽ bắt đầu với gehen Sie, là ngài hãy đi. Sau đó chúng ta sẽ bổ sung những cái thành phần ví dụ như đi thẳng hay là quẹo phải, quẹo trái hoặc là đi qua cầu. Rồi trước tiên là chúng ta sẽ sử dụng hình minh họa đi thẳng. Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie hier bitte geradeaus. Tức là từ đây thì bạn hãy đi thẳng. Gehen Sie hier bitte geradeaus. Sau đó thì bạn quẹo tay phải. Bên phải là rechts. Và đi về hướng bên phải. Gehen Sie nach rechts. Gehen Sie bitte nach rechts. Bên trái là links. Bạn hãy đi về hướng bên trái. Gehen Sie nach links. Gehen Sie nach links. Chúng ta chỉ đơn thuần ở đây nói là sang phải hoặc sang trái. Nếu như các bạn muốn nói là bạn hãy đi về quẹo phải vào phố A thì các bạn sẽ nói như thế nào? Gehen Sie rechts in die A-Straße. Gehen Sie rechts in die A-Straße. Tương tự, nếu như các bạn muốn nói là bạn hãy quẹo trái vào đường B thì các bạn sẽ nói là Gehen Sie links in die B-Straße. Gehen Sie links in die B-Straße. Rồi nếu mà chỉ quẹo phải, quẹo trái đơn thuần thì các bạn sẽ nói là nach links hoặc là nach rechts. Nhưng nếu như mà còn quẹo vào một cái tên phố thì chúng ta sẽ không có từ nach nữa. Thay vì đó thì các bạn sẽ phải có là in die Straße. Gehen Sie links in die B Straße. Gehen Sie rechts in die A Straße. Vì đôi khi chúng ta không nhớ được tên đường cụ thể mà chúng ta chỉ nhớ là con đường thứ nhất. Kể từ đây thì bạn sẽ quẹo phải. Thứ nhất là die erste Straße. Thì ở đây các bạn có thể nói Gehen Sie rechts in die erste Straße. Gehen Sie rechts in die erste Straße. Hoặc là Gehen Sie die erste Straße rechts. Gehen Sie die erste Straße rechts. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có con đường thứ hai chẳng hạn. Bạn phải quẹo trái ở con đường thứ hai. Thứ hai là die zweite Straße. Gehen Sie links in die zweite Straße. Oder gehen Sie die zweite Straße links. Như vậy là chúng ta đã xong phần quẹo phải, quẹo trái rồi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục phải đi qua một cây cầu. Các bạn nhớ là khi mà đi qua một cái bề mặt phẳng như là cây cầu hay là quảng trường hay là qua đường thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ über. Über cộng với accusative. Cây cầu là die Brücke. Bây giờ bạn hãy đi qua cây cầu. Gehen Sie über die Brücke. Gehen Sie über die Brücke. Trong hình minh họa tiếp theo thì các bạn có một cái quảng trường người ta gọi là cái Platz. Giống như là ở Sài Gòn thì có công trường Lam Sơn, đấy là một dạng quảng trường, có nghĩa là một cái ngã sáu, một cái phần trung tâm của một cái thành phố. Thì các bạn biết là cái kiến trúc châu Âu thì thường là trong mỗi một thành phố sẽ có một cái quảng trường trung tâm, là tất cả các cái con đường đều đổ về cái quảng trường trung tâm đó. Trong thời Trung Cổ thì đây là cái nơi mà diễn ra mọi cái hoạt động chính của thành phố, ví dụ như lễ hội hay là buôn bán, mua sắm thì đều ở đây. Cho nên theo lịch sử thì đến giờ những cái chỗ này cũng vẫn là những cái chỗ trung tâm của thành phố. Các cái Rathaus, tức là các cái tòa thị chính của thành phố thì thường nằm ở đây và người ta hay gọi nó là cái Marktplatz. Nếu mà đi qua một cái mặt phẳng như vậy thì các bạn cũng sẽ dùng cái giới từ là über. Ví dụ các bạn nhìn cái hướng mũi tên là mình đi
băng ngang qua cái quảng trường này để sang đến cái phố đối diện thì người ta sẽ nói là Gehen Sie über den Marktplatz. Mình chỉ lấy ví dụ là Marktplatz thôi, còn tất nhiên là ở mỗi thành phố thì có thể có những cái tên khác nhau. Gehen Sie über den Marktplatz. Rồi các bạn thấy trong hình này thì người ta đi từ lề đường bên này qua lề đường bên kia, tức là băng ngang qua đường, thì người ta cũng sẽ dùng là über die Straße. Gehen Sie über die Straße. Gehen Sie über die Straße. Trong hình minh họa này thì cũng là một cái mũi tên, nhưng mà nó lại không phải là geradeaus, mà cái hình này nó có nghĩa là đi dọc theo. Thỉnh thoảng thì có những con đường nó cũng uốn lượn, chẳng hạn như đường bờ sông, các bạn thấy nó hay uốn lượn theo cái đường bờ sông á, thì người ta sẽ không nói là gehen Sie geradeaus, người ta nói là hãy đi dọc theo cái con phố đó. Thì từ đi dọc theo trong tiếng Đức là entlang. Entlang là một cái giới từ mà nó sẽ đứng sau danh từ, thì danh từ đấy sẽ ở accusative. Ví dụ như các bạn nói là bạn hãy đi dọc theo con phố A, thì chúng ta sẽ nói là Gehen Sie die A-Straße entlang. Gehen Sie die A-Straße entlang. Hoặc là nếu như các bạn đi dọc theo bờ sông, đi men theo con sông, thì các bạn sẽ nói là Gehen Sie den Fluss entlang. Gehen Sie den Fluss entlang. Trong hình này thì các bạn sẽ thấy là cái mũi tên chấm 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 và nó đi thẳng đến một cái museum. Thì khi mà mình muốn diễn đạt là bạn đi cho tới khi nhìn thấy. Ví dụ bạn hãy đi cho tới khi bạn nhìn thấy cái bảo tàng. Ở đây mình sẽ sử dụng giới từ là bis zu. Và như mình đã nói thì zu là đi với đa tiếp, cho nên các bạn phải nhớ biến đổi mạo từ sau giới từ zu nhé. Ví dụ như bảo tàng là das Museum, thì bây giờ chúng ta sẽ phải chuyển thành là zu dem Museum. Gehen Sie bis zum Museum. Gehen Sie bis zum Museum. Là bạn hãy đi cho tới khi mà bạn nhìn thấy cái bảo tàng. Ở ngay tại góc phố, cái mũi tên màu đỏ chỉ vào cái góc, các bạn thấy không ạ? Cái hình minh họa này họ muốn nói đến cái ý là tại cái góc phố. Thì các bạn biết từ góc là từ die Ecke. Và tại góc phố người ta sẽ dùng giới từ là an. An cộng với dative. Chính vì thế chúng ta sẽ nói là an der Ecke. An der Ecke gehen Sie nach links oder an der Ecke gehen Sie rechts in die Hauptstraße. À, tức là tại góc phố đó thì bạn quẹo phải, hay là tại góc phố đó thì bạn hãy quẹo trái đi vào đường Hauptstraße. Tại góc phố là an der Ecke. Trong hình minh họa này thì các bạn thấy cái mũi tên màu hồng nó rất là dài, có nghĩa là cái người này sẽ đi thẳng trước từ cái đường Amarkt. Sau đó thì có một cái bốt điện thoại màu cam, người ta gọi là cái telephone teller. Bây giờ mình muốn nói là bạn hãy đi thẳng cho đến khi nhìn thấy cái bốt điện thoại. Thì mình sẽ nói là Gehen Sie geradeaus bis zur Telefonzelle. Gehen Sie geradeaus bis zur Telefonzelle. Và bây giờ tại cái bốt đó thì bạn hãy quẹo trái. Thì mình sẽ nói như thế nào? Tại cái bốt đó thì mình cũng sẽ dùng giới từ là an. An der Telefonzelle gehen Sie nach links. Mình sẽ nhắc lại. Gehen Sie hier geradeaus bis zur Telefonzelle. An der Telefonzelle gehen Sie nach links. Có nghĩa là từ đây thì bạn hãy đi thẳng cho đến khi nhìn thấy cái bốt điện thoại. Và tại bốt điện thoại thì bạn hãy quẹo tay trái. Và trong hình minh họa cuối cùng này thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái nhà thờ, Die Kirche, và cái mũi tên là màu cam mà các bạn đi băng ngang qua, đi băng ngang qua. Thì khi mà chúng ta đi ngang qua một cái nhà thờ, tức là một cái gì mà nó theo cái phương thẳng đứng á, thì các bạn sẽ dùng giới từ là an cộng với dative và thêm từ vorbei, có nghĩa là đi ngang qua. Rồi bây giờ bạn đi băng băng ngang qua cái nhà thờ này, bạn không có rẽ vào nhà thờ. Có nghĩa là họ muốn làm một cái điểm để các bạn nhận dạng là mình đi có đúng hay không. Thế là bạn đi cho đến khi nhìn thấy cái nhà thờ và bạn băng ngang qua cái nhà thờ thì người ta sẽ nói là gì? Gehen Sie an der Kirche vorbei, dann weiter geradeaus. Bạn đi ngang qua cái nhà thờ và bạn tiếp tục đi thẳng.
gehen Sie an der Kirche vorbei und dann weiter geradeaus. Sau khi mà các bạn đã chỉ từng khúc đường rồi và chuẩn bị tới cái khúc mà người ta sẽ đến nơi, đến cái nơi mà người ta muốn tìm, thì các bạn có thể nói là khi đó bạn sẽ nhìn thấy ví dụ cái bảo tàng ở phía bên phải, tức là bên tay phải của mình. Thế các bạn sẽ nói như thế nào? Da sehen Sie das Museum auf der rechten Seite. Da sehen Sie das Museum auf der rechten Seite. Các bạn chú ý ở đây, das Museum là tân ngữ của câu này cho nên nó sẽ ở accusative. Giả sử như các bạn có một cái danh từ là giống được, tức là der, thì các bạn sẽ phải chuyển thành tên. Ví dụ như là der Supermarkt. Ví dụ cái người hỏi các bạn là đang tìm cái Supermarkt chẳng hạn, thì lúc đấy mình sẽ nói là gì nhỉ? Da sehen Sie den Supermarkt auf der rechten Seite. Bên tay phải là auf der rechten Seite, còn bên tay trái sẽ là auf der linken Seite. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Hoặc là các bạn có thể nói đơn giản hơn là der Supermarkt ist auf der linken Seite, hoặc là das Museum ist auf der rechten Seite. Bây giờ mình sẽ có một cái bài tập nhỏ để cho các bạn luyện tập. Thì bây giờ qua video thì mình chỉ có thể đọc một đoạn tiếng Việt và các bạn cố gắng thử dịch lại xem là các bạn có thể sử dụng những kiến thức mình vừa hướng dẫn để truyền tải những cái gì mà các bạn muốn nói hay không nhé. Ngài làm ơn cho tôi hỏi đường tới viện bảo tàng. Bạn hãy đi thẳng từ đây, sau đó quẹo trái vào đường A, đi cho đến khi nhìn thấy quán cà phê B. Tại quán cà phê B, bạn quẹo phải và đi qua cây cầu. Sau đó bạn đi ngang qua một ngân hàng, bạn tiếp tục đi thẳng, bạn sẽ nhìn thấy bảo tàng bên tay trái. Xin cảm ơn ngài, không có gì. Và sau đây thì chúng ta sẽ có đáp án. A. Entschuldigung, können Sie mir bitte den Weg zum Museum zeigen? B. Gehen Sie hier geradeaus, dann links in die A-Straße bis zum Café B. Am Café B gehen Sie nach rechts und dann über eine Brücke. Sie gehen dann an eine Bank vorbei. Gehen Sie weiter geradeaus, da sehen Sie das Museum auf der linken Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Phần bài chỉ đường đến đây là hết rồi. Và mình hy vọng là các bạn đã học được những điều bổ ích trong video clip này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.